Chào mừng các em đến với kênh YouTube của thầy Lê Minh Đức GSP. Hôm nay thầy rất vui được hỗ trợ các em học bộ môn toán từ lớp 6 đến lớp 12. Buổi học hôm nay thầy sẽ hỗ trợ các em lớp 8 học môn hình học. Bây giờ chúng ta vào bài học. Bài 43 như sau. Cho hình bình hành ABCD như hình 46. Có độ dài các cạnh AB bằng 12, thầy điền AB bằng 12. AB bằng 12 cũng có nghĩa là CD sẽ bằng 12. BC bằng 7. BC bằng 7 cũng bằng AD bằng 7. Trên cạnh AB lấy một điểm E, sao cho AE bằng 8. AE bằng 8 thì EB bằng 4, bởi vì 8 cộng 4 bằng 12. Đường thẳng DE cắt cạnh BC kéo dài. DE cắt BC kéo dài tại điểm F. Trong hình vẽ có bao nhiêu cặp tam giác đồng dạng với nhau? Hãy viết các tam giác đồng dạng với nhau theo các đỉnh tương ứng. Đó là câu thứ nhất. Câu thứ hai, tính độ dài các đoạn thẳng EF, BF. Biết rằng DE bằng 10, tức là độ dài đoạn thẳng DE này bằng 10. Bây giờ chúng ta sẽ đi viết các cặp tam giác đồng dạng viết theo thứ tự đỉnh. Bây giờ thầy vào giải câu A, sau đó chúng ta sửa câu B. Trước hết ta có FB song song với AD. Từ đây ta suy ra tam giác FEB đồng dạng với tam giác đỉnh F thì tương ứng với đỉnh D, đỉnh E là tương ứng với đỉnh E, đỉnh A tương ứng với đỉnh B. Vậy đồng dạng với tam giác là D E A. Như vậy xong rồi. Tam giác thứ nhất. Bây giờ ta có là EB song song với DC. EB song song với DC, do đó tam giác FEB đồng dạng với tam giác, bởi vì EB nó song song với DC, do đó chúng ta cũng viết trường hợp này quen rồi, là đỉnh E thì tương ứng với đỉnh D, đỉnh B thì tương ứng với đỉnh C, vậy nó đồng dạng với tam giác FDC. Bây giờ các em để ý này. Đây là tam giác FEB này, đây là tam giác FEB này, nó đồng dạng với hai tam giác DEA và tam giác FDC. Từ đây ta suy ra hai tam giác này đồng dạng theo tính chất bắc cầu của đồng dạng. Vậy từ 1 và 2 ta suy ra tam giác DEA đồng dạng với tam giác FDC. Như vậy cuối cùng chúng ta có ba cặp tam giác đồng dạng, đó là 1, 2 và 3. Vậy ta ghi lại đáp số. Tam giác
FEB. Đồng dạng với tam giác DEA. Tam giác FEB. Đồng dạng với tam giác FDC. Cuối cùng là tam giác DEA. Đồng dạng với tam giác FDC. Như vậy là chúng ta viết xong câu thứ nhất. Bây giờ sang câu thứ hai là tính độ dài các đoạn thẳng EF và BF. EF và BF thì chúng ta xét hai cái tam giác có liên quan, đó là cái tam giác là FEB và tam giác DEA như ở phần đầu thầy viết cho các em. Câu B. Trước hết ta có AE bằng 8 thì suy ra EB sẽ bằng 4. AE bằng 8 thì suy ra EB sẽ bằng cạnh AB là 12 mà trừ cho AE, tức là bằng 12 trừ 8 bằng 4 cm, và cạnh BC thì bằng cạnh AD. AD bằng BC và bằng 7 do cạnh đối của hình bình hành. Bây giờ thầy sẽ xét hai tam giác đồng dạng như sau để thầy tìm tỉ số. Đó là tam giác đầu tiên thầy viết là tam giác FEB. Ta có tam giác FEB đồng dạng với tam giác DEA. Cho nên thầy sẽ suy ra các tỉ số đồng dạng. Bây giờ thầy hướng dẫn các em nhìn vào hình vẽ nhá. FE thì chia cho ED bằng FB chia cho AD và bằng EB chia cho EA. Thì trong này có EF để chúng ta tính này, trong này có FB để chúng ta tính này, và các em để ý cho thầy, EB chia EA là cái tỉ số này chúng ta đã có rồi. Vậy cái tỉ số EB trên EA là chúng ta biết EB là bằng 4 trên EA là bằng 8, 4 chia cho 8 thì bằng 1/2. Vậy từ đây ta suy ra là tỉ số này bằng 1/2 và tỉ số này bằng 1/2, ta sẽ tìm được EF và FB. Từ đây ta suy ra, vậy thì có EF trên ED sẽ bằng 1/2. Suy ra EF cần tính, còn ED thì chúng ta có giá trị bằng 10. EF sẽ bằng ED chia 2 bằng 10 chia 2 bằng 5 đơn vị cm. Giờ tỉ số thứ hai là FB trên AD bằng 1/2.
Ta suy ra FB sẽ bằng AD chia 2. Thay AD vào, AD chúng ta được 7, bằng 7 chia 2 bằng 3,5. Như vậy chúng ta tính xong, ta ghi lại đáp số. Đáp số EF bằng 5 cm và BF bằng 3,5 cm. Thì kết thúc lời giải. Như vậy thì cái bài tập số 43 luyện tập cho các em nhận diện các tam giác đồng dạng và sử dụng tính chất đồng dạng để chúng ta suy ra cặp đồng dạng cuối cùng. Cái điều thứ hai nữa là trong hình bình hành có những mối quan hệ song song, cho nên chúng ta thường sử dụng đến định lý để chúng ta nhận diện các cái tam giác đồng dạng. Như vậy là bài học kết thúc. Thầy mong các em bấm nút đăng ký và bấm chuông để nhận được những video sớm nhất của thầy trong chương trình lớp 8. Thầy cảm ơn các em đã theo dõi bài học này. Chào tạm biệt các em.